Bài đọc tiếp theo từ câu 181 đến câu 185. Câu 181, what is indicated, cái điều gì thì được chỉ ra về London Gifts. Vậy từ khóa chính là từ London Gifts, được không nào? Nhưng mà thường câu hỏi thấy từ indicate, chúng ta đọc từng đáp án và dò thông tin của đáp án đó trong bài đọc xem có hay không thì nó sẽ lẹ hơn ha. Chúng ta dò đáp án A trước nha. Now it opened, nó đã mở cửa để mà business, kinh doanh, hoạt động đó. A few weeks ago, cách đây một vài tuần. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Open, a few weeks ago, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta dò thử nha. London Gift ở bài số mấy? Thường thì câu hỏi số 1 sẽ ở bài số 1. Em dò bài số 1 trước xem có London Gift hay không. À có, đây phải không em? Để có London Gifts nè. Rồi em dò gần đó xem có từ open không. Có luôn, liền phía sau có từ open nè, em thấy chưa? Rồi bây giờ đọc thử câu này nha. Nào, the latest addition. Mình có từ addition là gì ha? Mình có động từ add. Động từ add có nghĩa là thêm vào. Addition có nghĩa là cái phần được thêm vào, cái vật được thêm vào ha. Quy dịch là cái phần được thêm vào mới nhất, gần đây nhất á, cho cái area, cái khu vực up and coming, khu vực gì đó phải không nào, của Beckham, chính là London Gifts. Rồi, opened, đã mở cửa, chỉ có 3 tuần cách đây thôi. The store, cái cửa hàng bán nhiều loại sản phẩm. Em ơi, cửa hàng này chính là cái gì vậy? Cửa hàng này chính là London Gift phải không nào? Vậy thì cái London Gift đã mở cửa cách đây 3 tuần, được không nào? Vậy thì theo em câu A đúng không? Cô đọc lại nè, câu A nói là gì đây? London Gifts mở cửa để mà hoạt động kinh doanh một vài tuần cách đây. Chính xác phải không nào? Chỉ mới cách đây 3 tuần có nghĩa là một vài tuần cách đây ha. Vậy đáp án chính là câu A. Chúng ta không cần phải dịch câu BCD và dò nó nữa, được không nào? Câu 182, what is mentioned, cái điều gì được đề cập về products, những cái sản phẩm được bán tại London Gifts. Vậy từ khóa chính là từ products phải không em? Rồi, đọc đáp án trước nha câu A. Some of them, một vài trong số chúng thì được export, được xuất khẩu abroad, ra nước ngoài. Câu B, chúng thì have, có higher quality, chất lượng cao hơn hầu hết những cái souvenirs, những cái quà lưu niệm khác. Câu C, some of them, một vài trong số chúng thì được design, được thiết kế bởi Stephanie Blunt. Rồi, câu C, câu D, chúng thì expensive, more expensive, đắt hơn những cái món đồ có sẵn tại những cái tourist sites, những cái địa điểm du lịch. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem chỗ nào nói về products được bán tại London Gift nha. Dò dùm cô chỗ nào có sản phẩm nè. Bài số 1 chúng ta chưa dò xong, dò bài số 1 thử đi em, chỗ nào có products. Có phải là dòng thứ hai, đoạn đầu tiên dòng thứ hai có từ products nè, phải không nào? Chúng ta dịch thử câu này nha. Nè, được mở cửa chỉ có và cách đây 3 tuần thôi thì cái cửa hàng đã bán rất là nhiều loại sản phẩm, đa dạng loại sản phẩm được tạo ra bởi những nghệ sĩ independent, tự do, crafts people, những người làm nghề thủ công, nghệ nhân đó em, và những cái publishers, những nhà xuất bản from across the country, từ khắp đất nước luôn. Rồi, vậy khi đọc đến đây thì chúng ta thấy là không có ra đáp án phải không em? Nó bảo là bán đa dạng sản phẩm được tạo ra bởi những người này, người này, người này. Trong khi đó đáp án có cái gì liên quan không em? Mình xem lại coi. Đáp án câu A, xuất khẩu không có nè. Chất lượng cao hơn cũng không có. Thiết kế bởi Stephanie Plan cũng không có luôn. Mắc hơn, những đắt hơn những cái món đồ ở địa điểm du lịch cũng không có luôn. Thì chúng ta dò tiếp xem chỗ nào nói về sản phẩm nữa nha. Em dò tiếp xem dòng tiếp theo có nói gì về sản phẩm không? Có từ nào là sản phẩm không? Không có phong nào. Đoạn tiếp theo đi em, đoạn số 2. Đoạn số 2 có từ product không em? Dòng thứ nhất, nó không có từ products, nhưng nó có từ gì kìa em? Từ goods. Nếu mà cái từ goods đó em, có S, nó chính là danh từ ha. Thì nó có nghĩa là hàng hóa, được không nào? Vậy hàng hóa cũng giống như products, so chúng ta dịch câu này nha. Hầu hết những cái hàng hóa được bán á, cho đến nay nè, thì đến từ những cái công ty có trụ sở tại London. Nhưng mà cái cửa hàng đó thì cũng bắt đầu mở rộng cái sự cung cấp của nó ra. Bán những cái sản phẩm, cái products này, bán những cái sản phẩm từ Flinley Street Books ở Birmingham, Southend Clothing ở Southampton và Manchester based artist, người nghệ sĩ ở Manchester tên là John Stein. Và khi đọc đến đây thì chúng ta thấy rằng là cũng không có liên quan đến đáp án phải không em? Thì chúng ta dò chỗ khác đi xem chỗ nào nói về products nữa. Cho tiếp đi em coi có hay không. Rồi, đoạn số 3 luôn, đoạn số 3. Đoạn số 3 ở cuối không có từ products, xin có từ gì nè em? Produce, chúng ta đọc thử câu này nha. There are already, đã có rất là nhiều cái cửa hàng aim at, nhắm vào những cái khách du lịch ở London. Blunt nói như vậy đó. Nhưng mà chúng thì tend to, có khuynh hướng, có xu hướng là bán những cái items, những cái sản phẩm được sản xuất sau đó, phải không? Còn mục tiêu của chúng tôi tại London Gifts là bán
những cái piece, những cái crafted piece, những cái món đồ được làm thủ công một cách đẹp đẽ nè, được thiết kế rất là tốt nè, mà những cái đó sẽ người ta sẽ quan tâm trong cái những cái năm về sau khi mà họ trở lại đất nước, được không nào? Và khi đọc đến đây á, thì em thấy là cái đoạn này nó đang so sánh những cái sản phẩm của những cái cửa hàng khác ở London với cái sản phẩm ở London Gift, phải không? Sản phẩm ở London Gift thì sao em? Được làm thủ công rất là đẹp nè và thiết kế tốt nè. Vậy thì khi đọc đến đây thì em nhìn xem đáp án của nó là giống với câu nào ha? Giống với câu B, phải không em? Câu B nè, they are intended to have, chúng thì có cái chất lượng tốt hơn những cái quà lưu niệm, hầu hết những cái quà lưu niệm khác, đúng không em? Chính xác, được không nào? Những cái cửa hàng ở chỗ khác á, thì họ không có chú trọng vào việc là đẹp, được không? Còn ở London Gift thì họ chú trọng vào cái việc những cái sản phẩm được tạo ra đẹp và thiết kế tốt ha. Thật ra cái từ này nè em, cái từ mass produce á, có nghĩa là được sản xuất hàng loạt đấy em. Produce là sản xuất, mass produce là sản xuất hàng loạt, sản xuất theo dạng công nghiệp đấy em, sản xuất một lần nhiều sản phẩm đó, sản xuất hàng loạt ha. Mà khi mà một cái sản phẩm mà được sản xuất hàng loạt thì nó đâu có chất lượng và đẹp, chất lượng cao bằng một cái hàng được craft, được làm thủ công đẹp và thiết kế tốt đâu em. Ok, vậy đáp án chính là câu B, được không nào? Rồi, câu 183, where the Sarah Brohurst, bà Sarah Brohurst á, thì làm việc ở đâu? Rồi, theo em từ khóa là ai vậy? Sarah Brohurst, phải không nào? Rồi bây giờ em bắt đầu đọc bốn đáp án trước nha. Em nhìn nè, bốn đáp án là bốn cái địa điểm, phải không nào? Câu A là Birmingham, câu B là London, câu C là Manchester và câu D là Southampton. Rồi, bây giờ em xem nha. Đầu tiên chúng ta phải coi Sarah Brohurst nằm ở bài số mấy? Nằm ở bài số 2, phải không em? Sarah Brohurst. Đây nè, ký tên bài email nè, bài đọc số 2. Và bây giờ em xem Sarah Brohurst làm việc ở đâu nha. Em đọc từ đầu luôn nè. My name is Sarah Brohurst. Tên của tôi là Sarah Brohurst. Tôi hoạt động một cái doanh nghiệp nhỏ có tên là Oceanside Woodworks, đó không nào? Rồi, chúng tôi đặt trụ sở tại một vài cái tòa nhà đi xuống từ một trong những nhà cung cấp của bạn là Southern Clothing. Vậy có nghĩa là sao em? Từ Southern Clothing, một trong những nhà cung cấp á, rồi đi xuống một vài tòa nhà thì sẽ đến cái trụ sở của bà Sarah Brohurst, em hiểu không? Ok, vậy thì nhưng mà nó không có nói đến cái địa điểm nào ở trong cái đáp án của chúng ta cả. Nhưng nó có xuất hiện cái từ Southern Clothing. Lúc nãy em có dò từ Southern Clothing ở trên bài số 1, em nhớ không? Em nhìn lại coi bài số 1 có từ Southern Clothing không em? Đây, phải không nào? Đoạn số 2, dòng thứ 2 ở cuối có từ Southern Clothing. Mà em xem Southern Clothing nằm ở đâu vậy? Southampton. Vậy thì chắc chắn trụ sở làm việc của bà Brohurst cũng sẽ nằm ở Southampton, phải không nào? Vậy đáp án chính xác là câu D. Đây là một dạng liên hệ hai em ha, được không nào? Câu 184, what does Miss Brohurst, bà Brohurst thì đề cập cái điều gì trong cái email của cô ấy? Email của cô ấy là bài số mấy em? Bài số 2, phải không nào? Rồi bây giờ em đọc đáp án trước nha. Câu A, she plans to offer, bà ta lên kế hoạch là cung cấp những cái đơn đặt hàng bulk, lên đặt hàng với số lượng lớn nè, bulk orders ha, cho những cái cửa hàng mà cần cung cấp, cần nhà cung cấp, được không nào? Rồi câu B, doanh nghiệp của bà ta đó thì có một cái website với những cái description là mô tả và prices là giá của sản phẩm. Câu C, bà ta sẽ gửi một vài cái samples, những cái mẫu sản phẩm đến Southern Clothing trong cái email. Rồi câu D, một vài cái món đồ đó thì có theme, cái chủ đề là về nước Anh hay em ha. Rồi bây giờ chúng ta dò tiếp nha, bài số 2, bài email nè. Chúng ta dò tiếp xem bà ta đề cập cái điều gì trong cái email này, được không nào? Rồi, chúng ta dò tiếp đoạn tiếp theo nha, đoạn tiếp theo chúng ta chưa đọc nào. At Ocean Woodworks, tại đây nè thì chúng tôi make a number of products, tạo ra rất là nhiều cái sản phẩm, bao gồm coaster là gì không biết thì mình cứ để đó, placemats là những cái loại sản phẩm thôi, artistic piece là đồ nghệ thuật nè em. Rồi, nhiều cái trong số chúng đó thì sẽ compliment vào cái bộ sưu tập mà bạn hiện tại đang bán ở cái cửa hàng của bạn. Chưa có đáp án phong nào, tiếp luôn nào. In particular, đặc biệt là cụ thể là đó, thì chúng tôi có những cái mặt hàng với những cái bức tranh hay là những cái bức hình của những cái characters, nhân vật từ những cái quyển sách thuộc về nước Anh cổ điển được chạm khắc lên chúng. Khi mà em đọc đến đây thì em thấy từ gì đây? British, được không nào? Có những cái mặt hàng nè, mà nó có những cái bức ảnh của những cái nhân vật
từ những cái quyển sách Anh cổ điển, và em nhìn xuống xem đáp án thì có cái từ nào ha, đáp án câu nào thì có từ British. Đáp án là câu D phải không? Em đọc thử lại câu D coi. Một vài cái món đồ của bà ta thì có chủ đề về nước Anh, đúng không em? À đúng chứ. Chủ đề về nước Anh là có những cái bức hình về những cái nhân vật từ sách của British đó. Vậy thì đáp án chính xác là câu câu D hai em ha. Câu 185, What does Miss Broadhurst, bà Broadhurst thì đề nghị làm cái điều gì cho bà Blonde, phải không nào? Trời, đọc đáp án trước nha em nha. Câu A, deliver, giao, giao hàng đấy em. Deliver là giao hàng hay giao cái gì đây? Housewares là đồ gia dụng đó. Giao một số cái mặt hàng gia dụng từ cái một cái cửa hàng ở Manchester. Rồi câu B ha, draw off là phác thảo đấy em. Phác thảo một cái hợp đồng cung cấp, tentative là gì không biết, mình cứ để đó ha. Rồi tiếp C, bring, mang, những cái sự lựa chọn về merchandise là hàng hóa. Đến London có nghĩa là mang nhiều cái mặt hàng đến London đấy em. Rồi câu D, làm những cái dịch vụ, engraving là chạm khắc đó, personalize là theo yêu cầu của cá nhân ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem Brohurst đề nghị làm điều gì cho bà Blonde. Theo em là bài số mấy? Bài số 2 phải không nào? Tại vì bài số 2 á là cái lá thư là do bà Brohurst viết cho bà Blonde nè. Vậy thì chắc chắn là trong cái bài này sẽ nói đến việc là bà Brohurst đề nghị làm điều gì cho bà Blonde. Được không nào? Vậy chúng ta dò tiếp nha. Em ơi, đoạn nào chúng ta chưa dò? Chúng ta dò đoạn cuối cùng nha. Đoạn cuối cùng chúng ta chưa dò nè. Rồi bây giờ chúng ta đọc thử nha. Xem chỗ nào nói là bà ta muốn làm gì. Em dò dò nhanh thử xem. Rồi dịch nhanh nè. Tôi luôn luôn tìm kiếm những cái retailers, nhà bán lẻ mà sẵn lòng bán những cái sản phẩm chất lượng ở trong cái establishment của họ, và tin rằng á, thì cái partnership, cái sự cộng tác sẽ có lợi cho cả đôi bên luôn. Nếu mà bạn quan tâm đến cái việc thảo luận cái possibility, cái khả năng, cái tiềm năng của cái vấn đề này nó xa hơn á, thì tôi sẽ rất là vui để mà đi đến London vào tháng tới cùng với một số cái mẫu hàng hóa để mà cho bạn xem, đưa cho bạn xem. Ok, vậy thì em thấy nè, bà Borhurst đề xuất việc gì vậy em? Là đi đến London vào tháng tới cùng với một số cái mẫu hàng hóa để mà cho bà Blonde xem, phải không nào? Vậy thì em ơi, đáp án là câu nào? Em nhìn kỹ là đi, A, B, C, D, đáp án chính là câu câu C, phải không? Em đọc kỹ là câu C nè. Mang một số cái hàng hóa, một số cái sự lựa chọn hàng hóa đến London. Bà ta có đến London không em? Có, và có mang theo một số lựa chọn hàng hóa không? Có, samples nè. Samples chính là những cái mẫu hàng hóa. Samples đó chính là selection of merchandise, được không nào? Hai những cái từ đó nó giống nghĩa với nhau ha, em để ý ha. Vậy đáp án chính là câu C, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô ha. Bài đọc đầu tiên, New Beckham Gift Store, cái cửa hàng quà tặng Beckham mới đó, thì aims for, mình có từ aims for có nghĩa là hướng tới hay là nhắm tới một cái mục đích gì ha. Hướng tới, nhắm tới một cái mục đích gì. Rồi, mình có từ cái bên quality có nghĩa là chất lượng ha, chất lượng. Vậy thì quality above all có nghĩa là chất lượng là trên hết. Ok, vậy quy dịch lại cả câu nè. Một cái cửa hàng quà tặng Beckham mới đó thì aims for, hướng tới, nhắm tới cái mục đích là chất lượng là trên hết, được không nào? The latest addition, mình có từ addition đó, là danh từ của động từ add. Động từ add có nghĩa là thêm vào. Vậy thì addition có nghĩa là cái vật thêm vào, cái phần thêm vào, cái được thêm vào. Rồi, latest là mới nhất ha. Vậy quy dịch nè, cái được thêm vào mới nhất á, cho cái area, cái khu vực up and coming. Up and coming có nghĩa là triển vọng hay là hứa hẹn. Nó bằng với từ promising đấy. Promising, hứa hẹn hay là triển vọng ha. Vậy một cái up and coming area là một cái khu vực triển vọng, được không nào? Rồi cô nói lại nè, cái thêm vào mới đây nhất cho cái khu vực hứa hẹn triển vọng Beckham á, là London Gift, mở cửa chỉ mới cách đây 3 tuần. Cái cửa hàng này nè, đã bán rất là nhiều cái loại sản phẩm, đa dạng cái loại sản phẩm được tạo ra bởi những cái nghệ sĩ independent, là tự do đấy em. Mình có từ depend là độc lập ha, depend là phụ thuộc, independent là độc lập hay còn gọi là tự do đấy em, không có phụ thuộc là tự do ha. Những cái người nghệ sĩ tự do, được không nào? Tự do. Rồi crafts people là những người làm thủ công đấy em. Mình có từ craft là thủ công ha. Vậy thì crafts people là những người làm đồ thủ công nè. Rồi publisher là nhà xuất bản hay em ha, và những nhà xuất bản from, từ across the country, xuyên suốt đất nước luôn. Rồi tiếp, the store, cái cửa hàng đó thì primarily, mình có từ primarily là chủ yếu hay là chính yếu ha, chủ yếu.
Rồi, tiếp theo mình có từ specialize in, có nghĩa là chuyên về cái gì đó. Cái cửa hàng thì chủ yếu là chuyên về những cái quyển sách nè, artwork là cái tác phẩm nghệ thuật nè, và clothing là quần áo ha. Nhưng mà everything, mọi thứ thì đều có chủ đề về British, về Anh, được không nào? Mà cái chủ đề đó thì nó appeal to có nghĩa là thu hút ha. Appeal to, thu hút. Mà chủ đề đó thì nó thu hút những cái người locals, là người địa phương, as well as cũng như là những người khách du lịch, tourist time ha. Rồi tiếp, most of the goods, mình có từ goods mà có S á, là danh từ, có nghĩa là hàng hóa nha em. Hầu hết những cái hàng hóa được bán cho đến nay á thì đến từ những cái công ty có trụ sở tại London. Mình có từ based, là đặt trụ sở ở đâu nha em nha. Những cái công ty có trụ sở tại London, nhưng mà cái cửa hàng này nè thì đã bắt đầu expand, mở rộng. Expand là mở rộng em. Đã bắt đầu mở rộng cái sự cung cấp của nó sang bán những cái sản phẩm từ Finlay Street Books của Birmingham nè, rồi Southend Clothing của Southampton, và Manchester based artist, nghệ sĩ có trụ sở tại Manchester tên là John Stein, được không nào? Rồi London Gifts Manager, quản lý của London Gift á, là Stephanie Lan á, lên kế hoạch để mà increase, tăng cái sự đa dạng, thậm chí là nhiều hơn nữa trong tương lai. Rồi để mà cho những cái khách mua sắm đó một cái sự lựa chọn greater, tuyệt vời hơn, có nghĩa là nhiều sự lựa chọn hơn đó em, của những cái souvenirs. Souvenirs là quà lưu niệm ha, của những cái souvenirs, quà lưu niệm và gift items, những cái món quà tặng mà nó unique. Mình có từ unique có nghĩa là độc đáo hay là riêng biệt ha. Độc đáo hay là riêng biệt có nghĩa là rất là riêng, không có giống những cái khác, được không nào? Cho những cái shoppers, những cái người mua sắm á, nhiều sự lựa chọn hơn, và những cái quà lưu niệm hay là quà tặng độc đáo, được không nào? Rồi tiếp, there are already, cũng đã có rất là nhiều cái cửa hàng aim at. Lúc nãy mình có cái cụm aim for ở trên á, là nhắm tới, hướng tới mục đích gì. Nhưng mà còn cái từ cụm aim at á, có nghĩa là nhắm vào ai, nhắm vào ai ha, nhắm vào. Rồi đã có rất là nhiều cái cửa hàng nó nhắm vào tourist, khách du lịch ở London. Bà Plan nói như vậy đó. Nhưng mà chúng á, thì tend to là có khuynh hướng, gặp rồi hay em ha, có khuynh hướng, có xu hướng là bán những cái items, những cái món đồ mass produce. Rồi cái từ produce có nghĩa là sản xuất, nhưng mà mass produce có nghĩa là sản xuất hàng loạt nha em nha. Sản xuất hàng loạt, sản xuất hàng loạt là dạng sản xuất công nghiệp, sản xuất một lần ra số lượng rất là lớn. Thì thường mà sản xuất hàng loạt như vậy thì chất lượng sản phẩm nó sẽ không có đảm bảo, hay em ha. Rồi, our aim, mục tiêu của chúng tôi tại London Gifts á, là bán những cái gì em, những cái món đồ nè, được làm thủ công một cách đẹp nè, và được thiết kế rất là tốt, mà những cái món đồ đó người ta sẽ rất là quan tâm trong những cái năm tới, sau khi mà họ trở lại cái quê nhà của họ, được không nào? Rồi tiếp, London Gifts có thể được tìm thấy tại địa chỉ này. Rồi đi bộ 10 phút từ Queen's Road Station, từ cái ga Queen's Road á, và mở cửa và từ thứ hai cho đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Rồi bây giờ bài đọc số 2 là một cái email nghe nha, gửi đến cho bà Stephanie Plan đến từ Sarah Brohurst. Chủ đề là business proposal, là một cái sự đề xuất về kinh doanh ha. Ngày gửi email là ngày 3 tháng 2. Rồi, bà Plan thân mến, tên của tôi là Sarah Brohurst và tôi vận hành một cái doanh nghiệp nhỏ. Mình có từ run a business có nghĩa là vận hành một cái doanh nghiệp hay là hoạt động một doanh nghiệp, được không em? Hoạt động một cái doanh nghiệp ha. Tôi hoạt động một cái doanh nghiệp nhỏ có tên là Oceanside Woodworks. Tôi có trụ sở tại một vài cái tòa nhà đi xuống từ một trong những nhà cung cấp của bạn là Southend Clothing. Có nghĩa là một trong những nhà cung cấp của bà Stephanie đó em là Southend Clothing. Thì từ trụ sở của Southend Clothing á, đi xuống a few, đi xuống nè em, down nè, a few buildings, một vài cái tòa nhà đó, thì sẽ là nơi của cái trụ sở của cô Sarah Brohurst đặt tại, được không nào? Ok, có nghĩa là cách cái Southend Clothing một vài cái tòa nhà đi xuống đó ha. Rồi it was the manager, chính là cái quản lý của cái doanh nghiệp đó, người đó đã đưa cho tôi cái địa chỉ email của bạn. Rồi tại Ocean Woodworks thì chúng tôi tạo ra một số lượng những cái sản phẩm bao gồm coasters là cái miếng lót ly em, lót cốc, lót ly á. Rồi placemats là cái miếng lót dĩa, cái miếng vải lót dĩa trong nhà hàng hay có đây em ha, coaster, lót ly, lót cốc.
Rồi, placemats là cái miếng lót đĩa, lót dĩa ha. Rồi, and artist's piece là những cái món đồ nghệ thuật. Và nhiều trong số chúng á, thì sẽ complement. Mình có từ complements có nghĩa là bổ sung vào ha, bổ sung vào. Hoặc là làm hoàn thiện cái gì đó, bổ sung hay là làm hoàn thiện ha. Complements, bổ sung hay là làm hoàn thiện, vô dịch lại nè. Và nhiều cái trong số chúng á, thì sẽ bổ sung hay là làm hoàn thiện cái sự lựa chọn cũng như là cái danh mục sản phẩm á, mà hiện tại bạn đang bán ở trong cái cửa hàng của bạn. In particular, đặc biệt là chúng tôi có hàng loạt những cái sản phẩm với những cái bức hình, bức tranh về những cái character. Character có nghĩa là nhân vật hay mà character, nhân vật. Những cái bức tranh, bức ảnh của những cái nhân vật từ những cái quyển sách Anh cổ điển. Engraved. Engraved có nghĩa là chạm trổ đây, chạm trổ ha. Được chạm trổ, chạm khắc ở trên đó. Engraved có nghĩa là được chạm trổ hay là chạm khắc ở trên đó hay ha. Được chạm khắc ở trên chúng, được không nào? Rồi, tôi đã enclosed là đính kèm đây em. Enclosed là đính kèm ha. Tôi đã đính kèm cái catalog, cái danh mục sản phẩm đây của chúng tôi trong năm nay, để mà bạn có thể get some idea of. Mình có cụm get some idea of something, nó bằng với lại understand something. Understand something có nghĩa là hiểu cái gì đó. Vậy thì get some idea of cũng là hiểu thêm, hiểu biết thêm về cái gì đó ha. Vậy dịch cái chỗ này là để bạn có thể hiểu thêm, biết thêm về cái merchandise là gì em hả? Hàng hóa mà chúng tôi sản xuất, được không nào? Merchandise, hàng hóa ha. Rồi tiếp, I am always... Tôi thì luôn luôn tìm kiếm những cái retailers là nhà bán lẻ đó em. Nhà bán lẻ ha. Những người mà sẵn sàng bán những cái sản phẩm chất lượng của chúng tôi ở trong cái establishments của họ. Establishment có nghĩa là gì? Mình có động từ establish là thành lập hoặc thiết lập. Establishment là sự thành lập, sự thiết lập. Nhưng mà chỗ này nó còn có nghĩa là cơ sở kinh doanh nữa hay mà. Cơ sở kinh doanh. Establishment. Sẵn sàng bán những cái sản phẩm chất lượng của chúng tôi trong cái cơ sở kinh doanh của họ và tin rằng partnership, cái sự cộng tác đem, partnership và cái sự cộng tác ha, sẽ là có lợi cho cả hai bên doanh nghiệp của chúng ta. Nếu mà bạn quan tâm đến cái việc là thảo luận cái possibility này. Cái possibility là gì em ha? Mình có tính từ possible có nghĩa là có thể. Possibility là danh từ có nghĩa là sự có thể, khả năng đó. Nhưng mà chỗ này mình có thể dịch là tiềm năng nữa hay ha, tiềm năng hay là triển vọng. Rồi, cô dịch lại nè. Nếu mà bạn quan tâm đến cái việc thảo luận về cái tiềm năng này thêm nữa, xa hơn nữa, thì tôi sẽ rất là vui để mà đi đến London vào tuần tới cùng với một số cái samples. Mình có samples là mẫu nha em nha, samples mẫu, mẫu hàng, mẫu sản phẩm, mẫu hàng hóa đó em, được không nào? Cùng với một số cái mẫu hàng hóa để show you, để cho bạn xem. Vui lòng cho tôi biết qua email hoặc là gọi điện cho tôi tại số này, được không nào? Rồi, cảm ơn cái consideration của bạn. Mình có từ consideration có nghĩa là xem xét hay em ha. Cảm ơn cái sự xem xét của bạn và tôi hy vọng rằng được nghe tin từ bạn sớm và nhận được phản hồi từ bạn sớm đó hay em ha. Rồi tiếp, chân thành Sarah Brohurst. Proprietor, mình có từ proprietor có nghĩa là chủ đó, chủ một nơi nào đó ha. Chủ một cái công ty, chủ một cái cửa hàng, được không nào? Rồi, proprietor là vậy ha. Rồi tiếp, có 181 mình có câu B có từ across from, có nghĩa là đối diện nha em. Đối diện ha, đối diện. Đối diện. Rồi, vậy câu B có nghĩa là nó được tọa lạc ở đối diện cái subway station, là cái ga tàu điện ngầm đó em. Subway là tàu điện ngầm ha. Có 182 mình có từ exports, có nghĩa là xuất khẩu nha em nha. Xuất khẩu, từ này cũng hay gặp, xuất khẩu ha. Trái nghĩa với nó là import. Import là gì em hả? Nhập khẩu ha. Import là nhập khẩu. Còn export là xuất khẩu, được không nào? Rồi, vậy câu A có nghĩa là một vài trong số chúng thì được xuất khẩu ra nước ngoài ha. Abroad là nước ngoài đó em. Rồi, câu 184 mình có từ bulk orders. Bulk orders là đơn đặt hàng với số lượng lớn. Orders là đơn đặt hàng nè em. Bulk là đặt ở số lượng lớn nha. Đơn đặt hàng số lượng lớn. Rồi câu B, mình có cái từ description có nghĩa là sự miêu tả, nó là danh từ của động từ describe đây. Từ này cũng khá là quan trọng ha. Describe. Động từ describe là miêu tả, mô tả, còn description là sự miêu tả, được không nào? Product description là sự miêu tả sản phẩm ha. Rồi câu 185 mình có câu A có từ housewares. Housewares là đồ gia dụng nên, đồ dùng gia đình á, người ta gọi là đồ gia dụng ha. Housewares.
đồ gia dụng. Rồi, câu B mình có từ draw up. Draw up có nghĩa là phác thảo gì đó ha, phác thảo. Phác thảo ra. Rồi, tentative là gì? Tentative có nghĩa là thử hay là thăm dò ha, thử, thăm dò. Thử hay là thăm dò. Và dịch cả câu này, câu B có nghĩa là draw up, phác thảo một cái bản hợp đồng cung cấp thử để thăm dò trước, để thử trước, được không nào? Tentative là như vậy hai em ha. Rồi, ok. Bài đọc tiếp theo từ câu 186 đến câu 190. Từ câu 186 trở đi chúng ta sẽ có 3 bài, 3 đoạn văn trong một bài đọc ha. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn trước xem cấu trúc 3 đoạn văn nó là gì. Cái đoạn văn thứ nhất nè, đó là một cái email, from em to là gửi đến nè, from là gửi cho ai nè, đây là một cái email ha. Rồi tiếp, bài văn số 2 á là nó là một cái website, tại vì mình thấy đây có thanh công cụ nè em. Home ha, trang chủ. Đó, rồi bài đọc bài văn số 3 đó thì nó sẽ là một cái mẫu về bài báo ha, tại vì có từ issue nè. Rồi câu 186, why did Mr. Withmore, tại sao ông Withmore lại viết cho bà Faust? Rồi vậy thì đây chắc chắn là bài số 1 rồi, tại vì bài số 1 là cái email, còn bài số 2 là website, bài số 3 là mẫu báo mà. Bài số 1 ha, và thường câu hỏi số 1 sẽ thuộc thông tin của bài đọc số 1. Rồi bây giờ chúng ta đọc bộ đáp án trước nha. Câu A, complain để phàn nàn về một cái chuyến đi mà ông ta đã đi. Câu B, để lên lịch trình cho một cái kỳ phỏng vấn cho một cái tờ báo. Câu C, để assign, để chỉ định, để giao cho một bài báo cho cái việc xuất bản trong tương lai. Publication là việc xuất bản. Câu D, to ask her, để yêu cầu cô ta tham dự một cái cuộc họp kinh doanh. Rồi, vậy tại sao ông Withmore viết thư cho bà Faust? Đây là mục đích của cái email, phải không nào? Đối với dạng mục đích, chúng ta đọc bộ đáp án xong, đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối ha. Bây giờ chúng ta đọc đoạn đầu của bài đọc số 1 trước nha. I have something. Hi Rika. Rika thân mến, tôi có một cái này nè cho bạn mà có lẽ là bạn sẽ quan tâm. Nó liên quan đến solo travel. Solo là một mình đó. Solo travel là du lịch một mình. Mà cái này thì nó ngày càng trở nên popular, phổ biến lately, dạo gần đây. To keep up with, để mà bắt kịp với lại cái trend, cái xu thế, cái xu hướng đang phát triển này, thì tôi muốn feature, tôi muốn có một cái review, một cái bài đánh giá, một cái bài review, một cái bài đánh giá về một cái cruise, một cái chuyến đi chơi du ngoạn trên biển mà nó offers, đề cập đến cái chuyến du lịch một mình ở trong cái next issue, cái ấn bản tiếp theo của chúng tôi. Would you be willing to, bạn có sẵn lòng để mà nhận cái nhiệm vụ này không? Vậy sau khi đọc đến đây rồi thì chúng ta hiểu được cái mục đích của cái email là ông Withmore yêu cầu bà Faust, đưa cho bà Faust một cái đề nghị là viết một cái bài review về một cái chuyến đi du ngoạn trên biển một mình, để mà bà ta để mà có thể đưa cái bài đó vào trong cái ấn bản tiếp theo của tờ báo, phải không nào? Vậy thì đáp án A, B, C, D, đáp án là câu nào em hả? Đáp án là câu C ha. Câu C, to assign, để chỉ định một cái article là bài báo cho một cái việc xuất bản trong tương lai. Câu 187, which sail date, cái ngày của chuyến tàu nào á, sail là chuyến tàu đem, ngày của chuyến tàu nào thì Miss Faust, bà Faust rất có khả năng là sẽ đặt chỗ. Rồi, vậy thì từ khóa là gì em hả? Từ khóa là sale date form nào. Rồi đáp án là những cái ngày, thì bây giờ chúng ta tìm ngày nó sẽ nhanh hơn ha. Em xem chỗ nào có ngày mà có sale date nữa. Rồi em xem bài số 1 có ngày và sale date không. Bài số 1 có ngày là ngày 13 tháng 8 nè, nhưng mà gần đó có sale date không? Không có phải không? Bây giờ chúng ta sẽ nhìn bài số 2 ha. Bài số 2 có ngày không em? Đây ở dưới cùng có rất nhiều ngày ở trong đáp án phải không nào? Và có sale date không? Đây có từ sale date luôn. Em đọc thử nha. Click on, hãy click chuột vào cái sale date, cái ngày của chuyến tàu á, để mà đặt chỗ trước. Rồi có những cái ngày ở dưới này, nghĩa là đây là ngày của những cái chuyến tàu ha. Nhưng mà ở đây nó không có đề cập đến thông tin là bà Faust sẽ đăng ký ngày nào. Vậy rất có khả năng đây là câu liên hệ giữa bài số 2 và bài số 1. Tại vì bài số 1 cũng có ngày nè, vậy chúng ta sẽ đọc cái câu có ngày ở bài số 1 trước ha. Đây, your review, cái bài review của bạn á, cái bài đánh giá của bạn sẽ được publish, sẽ được công bố vào cái issue, cái ấn bản tháng 9. Vì thế chúng tôi cần cái bản nháp đầu tiên là bản nháp của cái review đó em, trước ngày 13 tháng 8. Vậy thì chắc chắn cái ngày mà bà ta đi, bà Faust đi cái chuyến du ngoạn trên biển á, đi cái chuyến tàu á, nó phải trước ngày 13 tháng 8, phải không nào? Trước ngày 13 tháng 8 thì có đáp án là câu nào em? Câu A hoặc câu B, phải không? Ngày 3 với ngày 7. Nhưng mà làm sao bây giờ chúng ta biết ngày 3 hay ngày 7? Bây giờ em nhìn lại bài số 1 nè. Em xem cái ngày mà gửi cái email này là ngày mấy? Là ngày
5 tháng 8 phải không nào? Ngày gửi email mà ông Whitmore á, assign chỉ định cái việc mà viết bài review cho bà Fox là ngày 5 tháng 8. Vậy chắc chắn bà ta không thể nào đi trước ngày 5 tháng 8 được, mà phải là ngày sau, sau ngày 5 tháng 8 bà ta biết thông tin này bà ta mới đi. Vậy thì đáp án là câu gì em ha? A, B, đáp án chỉ có thể là câu B thôi ha. Sau ngày 5 tháng 8 và trước ngày 13 tháng 8 là câu B, được không nào? Câu 188, what is indicated, cái điều gì á, thì được nói về Seabird Ocean Liner. Vậy thì cái từ khóa chính là từ Seabird Ocean Liner. Em xem Seabird Ocean Liner là bài số mấy? Bài số 2 phải không nào? Bài số 2 có từ Seabird Ocean Liner nè. Rồi bây giờ chúng ta đọc bộ đáp án trước nha. Câu A, nó nói là gì đây? It's cruise ships, những cái chuyến tàu của nó đó, những cái con tàu của nó thì được xây dựng sớm hơn ở trong cái một năm phải không nào? Rồi câu B, nó accepts, nó chấp nhận cái việc booking, đặt chỗ cái chuyến đi online. Ồ, lúc nãy chúng ta có đọc cái chỗ này rồi phải không em? Em nhìn lại nè, hồi nãy chúng ta có dò bài số 2 rồi. Và khúc cuối cùng nè, nó bảo là gì? Click on, hãy bấm vào cái ngày của chuyến tàu để mà đặt chỗ. Vậy thì nó có cho đặt chỗ online không em? Cho chứ ha, click on nè. Ok, vậy thì đọc đến đây thì chúng ta có thể chọn được luôn đáp án chính là câu B ha. Câu 189, trong cái bài review á, bài review thì chắc chắn là bài đọc số 3 rồi phải không nào? Tại vì lúc nãy mình có đọc thông tin thì bài review sẽ được in trên cái ấn bản phải không nào? Ấn bản bài báo là bài đọc số 3 ha. Rồi, trong cái tờ review thì cái từ exceptional ở trong đoạn 1 dòng 4 gần nghĩa với từ nào nhất? Rồi bây giờ nhìn sơ bộ đáp án trước nha. Câu A là từ superb. Từ này hơi lạ, nếu em không biết thì cứ để đó thử ha, một lát mình loại suy. Rồi, câu B mình có từ abnormal. Normal là bình thường, vậy abnormal là bất thường ha, khác thường. Rồi câu C mình có từ crucial là quan trọng nè, expected là được mong đợi. Và bây giờ chúng ta sẽ dò cái từ exceptional trong ngữ cảnh xem nó là nghĩa là gì ha. Đoạn 1 dòng 4, 1 2 3 4, đây có từ exceptional. Chúng ta có này ha, housekeeping. Housekeeping là việc là giao loại cái dịch vụ lau dọn nhà cửa đó, dọn dẹp nhà cửa đó. Cái việc dịch vụ dọn dẹp nhà cửa thì là exceptional. Cái state room, cái phòng riêng của tôi á thì luôn luôn sạch sẽ. Vậy theo em thì exceptional là gì? Nó có ý khen phải không? Phòng tôi luôn luôn sạch sẽ, cho nên cái dịch vụ dọn dẹp nhà thì nó làm sao em? Có thể là mang nghĩa là tốt, đang khen phải không nào? Và bây giờ em dò đi câu A. Câu A mình không biết nghĩa thì mình để đó ha. Dịch vụ dọn nhà có bi bất thường, không được rồi nè. Dịch vụ dọn nhà quan trọng, phòng của tôi luôn luôn sạch sẽ, cũng không được luôn. Câu D, dịch vụ dọn nhà được mong đợi và phòng của tôi luôn luôn sạch sẽ, cũng không phù hợp luôn. Và chúng ta loại suy ra thì rất có khả năng đáp án là câu A ha. Và thật ra cái từ superb có nghĩa là bằng cái từ excellent em. Excellent ha, có nghĩa là tuyệt vời. Dịch vụ dọn dẹp nhà thì tuyệt vời, và cái phòng riêng của tôi, state room á, là phòng riêng á, phòng lúc nào cũng luôn luôn sạch sẽ ha. Superb. Câu 190, what can be inferred, cái gì á, thì có thể được suy luận ra về bà Faust. Rồi, và bây giờ em nhìn là đáp án câu A, bà ta phải trả thêm tiền cho một số các hoạt động. Câu B, phòng của bà ta thì nhỏ hơn phòng của những cái vị khách mà đi cùng ha. Rồi câu C, bà ta lên kế hoạch để mà trở lại Baja vào một cái trên một cái chuyến tàu khác. Câu D, phòng của bà ấy thì được trang bị với cái tivi. Rồi, đây là một câu khó ha. Câu 190 là một câu khó. Thì lúc nãy em có đọc thông tin á, bà ta nói là gì? My state room, cái phòng state room của bà ta thì lúc nào cũng được gọn gàng sạch sẽ hết. Và đây là bài liên hệ giữa bài 2 và bài 3 đó em. Câu 190 là bài liên hệ ha. Bây giờ em xem nè, em nhìn lên bài số 2 ha, em dò xem có từ state room hay không. Đây có từ state room nè, thấy chưa? Rồi bây giờ mình đọc câu này nha. Alright. Hoặc là nếu mà bạn thích xa xỉ hơn, sang trọng hơn á, thì hãy đặt một trong những cái phòng state room của chúng tôi, mà nó đó thì bao gồm rất là nhiều cái amenities, là tiện nghi. Mỗi phòng thì đều có một cái tivi với hàng trăm kênh luôn. Vậy thì phòng state room á, cái phòng hạng sang, nó sẽ có tivi phải không nào? Và bà ấy nói rằng bà ta ở state room thì chắc chắn đáp án sẽ là câu gì rồi, câu D ha. Câu này thì phải dò hơi lâu thì nó mới ra ha. Đáp án là câu D, phòng của bà ta được equipped with, được trang bị với một cái tivi. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này các em nhé. Bài đọc đầu tiên là một cái email ha, gửi đến cho Rika Faust, gửi từ Casey Whitmore. Chủ đề là review, là một cái bài đánh giá, một cái bài nhận xét đó. Rồi ngày gửi của email là ngày 5 tháng 8.
Hi Rika, I have something. Tôi có cái này mà bạn có lẽ là sẽ quan tâm. It relates to, mình có cái từ relate to có nghĩa là liên quan tới gì đó ha. Nó thì liên quan tới solo travel. Solo là một mình đấy em, vậy solo travel là du lịch một mình ha. Rồi, cái du lịch một mình mà cái đó nó trở nên increasingly ngày càng popular, phổ biến, ngày càng trở nên phổ biến, nổi tiếng lately, dạo gần đây ha. To keep up with, mình có từ keep up with có nghĩa là bắt kịp. Để bắt kịp cái trend, cái xu thế ha. Trend có nghĩa là xu thế. Để bắt kịp cái xu thế đang growing, đang phát triển, đang thịnh hành này thì chúng tôi muốn feature. Mình có động từ feature có nghĩa là có. Chúng tôi muốn có một cái bài review, một cái bài nhận xét đánh giá ha, về một cái cruise, là một cái chuyến du lịch du ngoạn trên biển ha. Chúng tôi muốn có một cái bài nhận xét đánh giá về một cái chuyến du lịch du ngoạn trên biển, trên tàu. Mà cái đó, đó thì nó đề cập đến solo travel, du lịch một mình. Ở trong cái issue lần tới của chúng tôi, mình có từ issue là ấn bản ha, trong ấn bản lần tới của chúng tôi. Would you be willing to, bạn có sẵn lòng để mà nhận cái assignment này không? Mình có từ assignment có nghĩa là nhiệm vụ. Nhiệm vụ ha. Bạn có sẵn lòng để nhận cái nhiệm vụ này không? Rồi, naturally, mình có từ natural là tự nhiên. Thì naturally có nghĩa là theo lẽ tự nhiên, hay là dĩ nhiên, hay là hiển nhiên đó. Dĩ nhiên, tất nhiên, hiển nhiên, theo lẽ tự nhiên ha. Rồi, dĩ nhiên thì chúng tôi sẽ cover all expenses. Mình có từ expense là chi phí. Vậy thì cover all expenses là chi trả toàn bộ chi phí. Chi trả toàn bộ chi phí. Since, bởi vì, since chỗ này bằng cái từ because ha. Bởi vì chúng tôi be pressed for time, mình có cụm là be pressed for time sẽ bằng với lại cụm là be in a hurry. Be pressed for time, be in a hurry có nghĩa là đang gấp hay là đang vội ha. Đang trong một cái tình huống gấp hay là vội. Đang gấp hay là đang vội. Và câu dịch này, bởi vì chúng tôi đang gấp, đang vội về mặt thời gian cho nên á, là bạn sẽ phải sign up, đăng ký as soon as possible, ngay khi sớm nhất có thể. Your review, cái bài đánh giá nhận xét của bạn á, thì sẽ được publish, là sẽ được xuất bản ha, trong cái ấn bản tháng 9. Vì thế chúng tôi cần cái bản nháp đầu tiên, mình có từ draft là bản nháp ha, từ này cũng hay gặp. Draft, bản nháp. Chúng tôi cần cái bản nháp đầu tiên của bạn trước ngày 13 tháng 8. Hãy cho tôi biết là liệu điều này có thể hay không. Rồi, ký tên ha. Rồi, tiếp bài số 2. Bài số 2 là một cái website về Seabird Ocean Liners, là một cái công ty du lịch về đường biển trên tàu đó. Rồi, đây là cái thanh công cụ của họ. Mình có từ home là trang chủ, trip package là cái gói du lịch đó. Thì trang web này nó đang ở cái mục này, tại vì thấy mục này in đậm nè. Ok, rồi, destination có nghĩa là điểm đến hay là đích đến. Điểm đến hay là đích đến ha, rất là hay gặp. Rồi, contact là liên hệ. For single travelers, đối với những khách du lịch riêng lẻ đó, thì sẽ đi 3 đêm đến Budger, từ LA là Los Angeles đó, có nghĩa là cái du lịch kéo dài 3 đêm ha. Rồi tiếp, hãy tận hưởng cái chuyến du lịch đến những cái beaches, những cái bãi biển famous, nổi tiếng của Budger. Aboard, mình có từ aboard có nghĩa là trên tàu. Trên tàu. Hãy tận hưởng những cái chuyến du lịch đến những cái vùng biển nổi tiếng của Bajar trên một trong những con tàu của chúng tôi ha. Hãy relax là hãy thư giãn ở trong cái gì? Ở trong những cái cabins. Mình có từ cabins có nghĩa là những cái khoang hành khách, em, khoang dành cho hành khách ở trên tàu ha. Khoang hành khách ở trên tàu. Hãy tận hưởng những cái khoang hành khách ở trên tàu, smoke free, không có thói thuốc, comfortable, thoải mái, và spacious là rộng rãi ha, spacious, rộng rãi. Rồi, spend your days, hãy dành những cái ngày của bạn ở bên cạnh pool, là những cái hồ bơi nè, hoặc là trên những cái deck, là cái bon tàu ha. Deck là bon tàu, bon tàu sport, thể thao của chúng tôi. Hoặc là nếu mà bạn thích luxury hơn á, thì mình có từ luxury có nghĩa là sang trọng hay là xa xỉ ha. Sang trọng hay là xa xỉ. Nếu mà bạn muốn sang trọng hơn á, thì hãy đặt một trong những cái state rooms của chúng tôi. Mình có state room có nghĩa là phòng riêng ha. Phòng riêng của chúng tôi, cái mà sẽ bao gồm a wide array of. Mình có từ wide array of sẽ bằng với a large number of. A large number of có nghĩa là một số lượng lớn cái gì đó ha. Cái
cái stateroom á, nó sẽ bao gồm rất là nhiều cái amenities là tiện nghi nghe em nha. Amenities là tiện nghi. Cái này cũng hay gặp, tiện nghi. Amenities, rất là nhiều cái tiện nghi. A wide array of amenities. Each là mỗi phòng á. Mỗi phòng thì có một cái TV nè, với hàng trăm cái channels. Mình có từ channels là kênh, kênh TV ha. Kênh, kênh truyền hình á. Kênh truyền hình ha, với rất là nhiều kênh. Rồi máy tính nè, với wifi, vòi tắm riêng nè, và dressing table là bàn trang điểm. Prices, giá cả đó, cho cái phòng stateroom, cái phòng riêng á, thì nó based on, nó dựa vào, nó căn cứ vào cái việc thuê riêng lẻ, và giá đó là từ $437 một người. Rồi itinerary, mình có từ này cũng rất là quan trọng ha. Itinerary có nghĩa là lịch trình, lịch trình của chuyến đi đó em. Lịch trình rất là hay gặp ha. Itinerary, cái lịch trình á. Rồi ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4 ha. Location, địa điểm nè. Arrive là đến. Depart là khởi hành ha. Mình có từ depart cũng hay gặp, khởi hành hay là xuất phát á. Có nghĩa là ngày số 1 á sẽ khởi hành lúc 5:30 tại Los Angeles. Rồi ngày số 2 sẽ đến Bajor vào lúc 7:00 ha. Rồi ngày số 3 thì ở Bajor, sẽ khởi hành lúc 5:00 để đi về Los Angeles, và đến Los Angeles vào lúc 8:00. Rồi click on, hãy click vào cái sail date, cái ngày của chuyến tàu đó. Sail là chuyến tàu ha. Để mà make a reservation là đặt chỗ trước. Đặt chỗ trước ha, make a reservation. Rồi đây là những cái ngày, được không nào? Rồi tiếp, bài số 3 ha. Bài số 3 là một cái bài review được post, được đăng tải, được xuất bản ở trên cái ấn bản tháng 9 nè em. September issue. Rồi Planet Voyage, The Solo Traveler, Seabird Ocean Liners. Đây là tên của cái chuyến du lịch thôi ha. Rồi được viết bởi Rika Faust. Rồi tiếp nào, Seabird Ocean Liners cung cấp getaways. Mình có từ getaways á, có nghĩa là vacation ha. Vacation, đây là cách nói informal, là thông thường á, không có trang trọng á. Thì không có trang trọng, người ta sẽ nói cái, thay vì nói vacation, người ta nói getaways, có nghĩa là kỳ nghỉ. Seabird Ocean Liners, cái công ty du lịch này đã cung cấp những cái kỳ nghỉ đến, cái kỳ nghỉ from, từ Los Angeles đến rất là nhiều cái destination, là điểm đến ở West Coast, ở cái bờ biển phía Tây của North America, ở Bắc Mỹ. Tôi đã đặt cho chính bản thân tôi một cái chuyến du ngoạn trên biển 3 đêm từ Los Angeles đến Bajor. Và phải nói rằng the experience, cái trải nghiệm lần này á, rất là xứng đáng, how well worth, rất là đáng giá, rất là xứng đáng với cái giá của chuyến đi. The rooms, cái phòng thì rất là modern, hiện đại, comfortable, thoải mái, và spacious là rộng rãi ha, cho một cái chuyến đi ở trên tàu. Housekeeping là dịch vụ dọn dẹp phòng, dọn dẹp nhà đó em, dịch vụ dọn dẹp phòng, dọn dẹp nhà ha. Cái dịch vụ dọn dẹp á thì exceptional, lúc này chúng ta có làm rồi, exceptional có nghĩa là tuyệt vời ha, tuyệt vời, rất là tốt, trên cả mong đợi, tuyệt vời. Cái dịch vụ phòng, cái dịch vụ dọn dẹp phòng á thì rất là tuyệt vời, rất là tốt. Và stateroom, cái phòng riêng của tôi á thì luôn luôn sạch sẽ, mặc dù nhỏ hơn một số cái con tàu khác, nhưng mà cái vessel là cái tàu đó em, vessel là cũng gọi là tàu luôn ha. Nhưng mà cái tàu mà tôi đã đi á, thì nó boast, boast, động từ boast có nghĩa là có ha, động từ boast có nghĩa là có. Nhưng mà cái chuyến tàu mà tôi đã đi á, thì nó có một cái hồ bơi modest. Mình có từ modest, tính từ là vừa phải ha, vừa phải, modest, vừa phải. Có một cái hồ bơi vừa phải đối với đồ vật, về kích thước thì nó có nghĩa là đựng vừa phải, nhưng mà đối với tính cách của con người á, thì modest có nghĩa là khiêm tốn ha. Rồi, nó có một cái hồ bơi vừa phải, một cái restaurant, một cái nhà hàng, và một cái deck là cái bon tàu recreation, để giải trí đem, recreational. Recreation là giải trí ha, một cái bon tàu giải trí. Rồi, because of the vessel size, bởi vì cái kích thước của cái chuyến, của cái con tàu đó, cho nên tôi nhận thấy rằng rất là dễ dàng để mà có được sự chú ý hay là quan tâm của crew, là nhân viên ha. Mình có từ crew là nhân viên. Nhân viên ở trên tàu, trên máy bay á, thì thường ta, người ta dùng cái từ crew. And to get to, và to get to know là dễ làm quen á ha.
dễ làm quen với những cái passenger là hành khách, fellow là hành khách đi cùng ha, fellow passenger, rất là dễ làm quen với những cái hành khách đi cùng. In fact, thực tế là tôi đã kết bạn được với một vài người bạn mới ở trên cái chuyến tàu. Nếu mà bạn không phải là loại người outgoing, outgoing là người tính cách thoải mái, hòa đồng ha, thoải mái, hòa đồng, hướng ngoại đó, thoải mái nè, năng động, hòa đồng á. Nếu mà bạn không phải là tiếp người thoải mái, năng động, hòa đồng thì the crew là nhân viên á, tổ chức sẽ tổ chức những cái hoạt động rất là vui, được thiết kế để mà giúp cho các hành khách có thể thư giãn xung quanh nhau ha. Rồi, now bây giờ đó thì cho dù là cái mục tiêu của bạn là đi du lịch một mình, hay là tận hưởng cái khoảng thời gian một mình, hay là để gặp những người mới, thì tôi nghĩ rằng bạn sẽ satisfy, sẽ hài lòng ha, sẽ hài lòng với cái experience, cái trải nghiệm nhìn chung. Ok, rồi, taken là được chụp hình á, được chụp hình against the backdrop, có nghĩa là trong cái bối cảnh ha, against the backdrop of là trong bối cảnh của cái gì đó, trong bối cảnh của. Rồi, được chụp hình trong bối cảnh của những cái phong cảnh xinh đẹp ở Baja, thì đó là cái mà tôi sẽ nhớ trong những năm sắp tới ha. Mình có từ years to come, có nghĩa là trong những năm sắp tới, được không nào? Rồi, câu 186, câu C mình có từ assign rất quan trọng. Assign có nghĩa là chỉ định ha, chỉ định hoặc là giao nhiệm vụ. Assign, chỉ định hoặc là giao nhiệm vụ, nó là động từ của từ assignment. Lúc này chúng ta có gặp rồi đó. Assignment là danh từ ha, là nhiệm vụ được giao hay là nhiệm vụ. Còn assign động từ là chỉ định hoặc là giao nhiệm vụ cho ai. Rồi, câu 189 mình có một số từ mới ha. Từ đầu tiên là từ superb, có nghĩa là tuyệt vời, bằng với từ excellent ha. Superb, tuyệt vời. Rồi, từ tiếp theo là từ abnormal, có nghĩa là bất thường. Abnormal, bất thường ha. Mình có từ normal, có nghĩa là bình thường, thông thường. Nhưng mà abnormal là bất thường, không có bình thường ha. Còn crucial là quan trọng, quan trọng ha, crucial, quan trọng. Rồi, câu 190, câu D mình có từ equipped with. Equipped with có nghĩa là được trang bị với cái gì đó ha, trang bị với cái gì đó, hay là trang bị bằng cái gì ha, trang bị với, trang bị bằng cái gì đó, được không nào? Equipped with, cô đi có nghĩa là phòng của cô ấy á, thì được trang bị với một cái tivi, được không nào?